Hello, chào đại mình cho ô tô đồ Hải Dương nhá. Đấy, xin chào các anh mình đang đến khung giờ 8:03 live stream báo giá cũng như trò chuyện và tương tác với đại mình về những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đồ Hải Dương nhá. Chào các bác vừa vào xem buổi live stream ngày hôm nay này. Chào Hùng Lê Mộc, chào bác Trần Đức Anh, chào bác Anh Ngọc. Chào đại đình chợ ô tô đồ Hải Dương trên ba miền Tổ quốc nhá. Đấy, rất vui được gặp lại gia đình mình vào khung giờ 8:03 buổi tối đây. Đấy, em Tùng chào đại bình nhá. Chúc gia đình mình có buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng live stream này sẽ chọn mình những mẫu xe quý nhất nhá. Đấy thì một hai ngày thôi, xe lại về gọi là đầy vãi rồi nhá, lại về chật vãi rồi để phục vụ gia đình của mình nhá. Đấy các bác nhà mình đang tham khảo những dòng xe cũ từ 4 đến 7 chỗ đã qua dụng này. Đấy thì đến với em Tùng nhá. Địa chỉ chợ ô tô Đồng Hải Dương, Lam Trung Nam Sách Hải Dương. Gần cây xăng Minh Hiệp số 2 nhá, để được tư vấn về xe, được xem xe, chạy thử xe miễn phí. Thì hôm nay bên em có về mẫu xe mới, một số mẫu xe mới để phục vụ anh chị quý vị gia đình của mình nhá. Đấy, mùa đông sắp đến rồi. Đấy, không khí lạnh này cũng sắp về rồi. Hôm nay thì bên em về rất là nhiều cái mẫu xe gọi là dòng tập lái tránh mưa tránh nắng thôi. Quanh quanh chỉ 200 triệu đồng thôi. Cho các bác cùng tham khảo nhá. Vấn đề chính của chỗ tôi ở ngoài Dương là mỗi tối được gặp lại gia đình mình nhá. Đấy, còn không có vấn đề chính nào khác. À, ngoài báo giá, đấy báo giá thì vẫn là báo giá rồi. Đấy, để nhà mình vào chung một chút nhá. Bác Đức Anh vào tham khảo đầu xe nào nhá, bình luận trực tiếp đi, em tư vấn trước cho. Đấy, đang là vấn đề chính, chúng ta gặp nhau buổi tối hôm nay nào đã là vấn đề chính rồi nhá bác Đức Anh nhá. Rất là nhiều xe luôn này. Đấy, những đầu xe tập lái tầm nhanh quanh trăm triệu nhá. Nhà mình tham khảo và chia sẻ cho em. Đấy. Đấy, nếu mà chỉ cần xem báo giá thôi. Đấy, không cần trò chuyện gì thì bác Đức Anh có thể vào xem những video không? Giới thiệu sản phẩm chi tiết bên em nhá. Đấy là vào vấn đề chính được luôn. Đấy. Đây hôm nay thì bên em có về một chiếc ghét nhá. Đấy, một chiếc ghét mới đây, màu xanh. Tên tư nhân 34 Hải Dương nhá. Một chủ từ đầu. Đấy, tên tư nhân không dịch vụ taxi nhá. Cam kết anh chị quý mình. Đấy, xác định được mà taxi dịch vụ này cho mình xe luôn nhá. Xe trang bị cặp đèn pha halogen bi cầu này. Đấy, bi cầu bi reflector siêu sáng siêu đẹp luôn. Tên tư nhân 34 Hải Dương. Đấy, 4 mùa không một lụt nhá. Đèn gầm phá sinh tiêu chuẩn này. Đấy, nhập hàn động cơ 1.1 số sàn. Cực chất cực đẹp luôn nhá. Đấy, cực chất cực đẹp luôn. Sơn xi sạch sẽ rồi, nội thất thì thơm tho. Nhà mình việc chỉ về đi việc sử dụng thôi. Đấy, tên tư nhân nhá, không dịch vụ taxi. 165 triệu đồng nhá. Cam đùi cam hành trình này. Đầy đủ rồi. Đấy, nội thất cực đẹp luôn. Thân vỏ cứng rắn, nội thất thì mỡ màng. Đấy, mình đang quan tâm một dòng xe tập lái nhá. Tham khảo cho em này đi. Đấy, mùa đông về đi chiếc này cực đẹp luôn, 5 người gia đình này. Nhỏ gọn, tiết kiệm nhựa, bền bỉ nhá. Hyundai Getz 2010 gửi đến các bác nhà mình nhá. Đấy, lễ cốp mình còn cực đẹp nữa này. Cho Ngọc Quát, cho Trần Đức Anh, cho Thanh Ngoan, xe đẹp giá thương, đúng rồi. Phải xe đẹp, phải giá yêu thương là tiêu chí hàng đầu của chợ ô tô đúng Hải Dương nhá. Làm sao mà mang cho đến nhà mình những sản phẩm chất lượng nhất mà giá lại còn là yêu thương nhất nhá. Đây, về vài đầu Getz luôn cho các bác thầu lựa chọn này. Hyundai Getz 2010 số sàn 1.1 nhá, nhập hàn nhá. Chiếc ghét đợt này thì em toàn là chiếc ghét nhập thôi, toàn là ghét nhập thôi. Đấy, xe của Hàn Quốc nhập khẩu thì không phải bàn về mặt chất lượng nhá. Giá cả cũng vô cùng phải chăng thôi. Chiếc này 145 triệu đồng. Tên tư nhân 98 Bắc Giang. Đấy, là răng sắt zin bản cho xe này, lốp nắp đẹp. Đấy, đăng ký đăng kiểm nó rất là dài nhá, đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 cơ. Đấy, em Tùng đang để với cửa tiền 145 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng qua gia đồng sâu đình mình nhá. Hôm nay về 3 chiếc ghét luôn nhá. Hôm nay thì về 3 chiếc ghét luôn. Đây em xem chiếc kia để chỗ nào nhỉ. Chiếc màu bạc để chỗ nào để em tư vấn một thể mình luôn nhá. Đây hôm nay về 3 chiếc ghét, loanh quanh chỉ tầm 150 thôi. Đấy, giá bằng con SH nhập nhá, mà đi 5 người. Mưa không đến mặt, nắng không đến đầu nhá. Hyundai Getz 2010 nhập hàn 1.0 nhá. Chiếc này thì em đang ra bán với cửa tiền là 145 triệu đồng thôi. 5 chỗ bền bỉ, zin cả xe. Đấy, sơn xi thì cực chất cực đẹp rồi. Đấy, chỉ đi thôi nhá, không phải nghĩ phải ngợi lăn tăn điều gì nữa. Chào bác Triệu Việt Thái, chào bác Hồng Đức Phạm, chào Hoàng Khoát. Chào đại đình mình nhá.
Đấy, 3 mẫu xe mới này mới về đây. Thì là Hyundai Getz rồi, loanh quanh chỉ tầm 150 thôi. Các bác mình tham khảo cùng em nhá. Xe đẹp quá, vâng, cảm ơn bác Đặng Đức Nam rất nhiều này. Chào bác Thanh Ngoan nhá. Cảm ơn những lượt chia sẻ, lượt comment cũng như bình luận cho mình rất nhiều nhá. Đấy, để ủng hộ cho ô tô Đồ Ngoại Dương, cả nhà mình hãy cho em xin mỗi bác vài nút like đi, vài nút chia sẻ để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để bước sóng này có thể tiếp cận được với nhiều các bác nào đang quan tâm dòng xe cũ nhá. Đây thì em xin phép báo giá từ đầu bên này cho các bác mình cùng tham khảo này. Chia sẻ comment, bình luận nhiều lên nhá, để cho em Tùng được tư vấn để phục vụ cho mình nữa. Thì là ngay trước máy của em đây nhá, xin giới thiệu anh chị quý mình này. Mitsubishi Jolly nhá. 2004 đăng ký là bánh 2006. Đấy, xe này mang động cơ 2.0 số sàn 7 chỗ ngồi nhá. Đi gia đình rất là chất, rất là đẹp luôn, mang về chỉ việc đi thôi. Đấy, em Tùng đang bán với cửa tiền 120 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn giao độc sâu anh chị quý mình nhá. Thì góc này là rất nhiều đầu 7 chỗ này, đến từ Nhật nhá, Toyota Innova. Một dòng xe gọi 8 chỗ quốc dân này, đấy, lồi đồng cuối đá, bền bỉ, tiết kiệm nhiều. Dòng xe gia đình rất là lành, rất là bền này, mà đã đưa dịch vụ thì vô cùng kinh tế này. Innova 2008, số sàn, động cơ 2.0 nhá, hộp số VVTi này. Rất là tiết kiệm của nhà Toyota này. La sang lúc 4 bánh, có phanh điện trục vô cứng ABS rồi. Đấy, máy số keo chỉ sơn xì còn đại chất luôn, đăng ký thì cực dài, đăng ký đến tận tháng 3 năm 2023 cơ đấy. Nhà mình mang về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng nhá. Máy số keo chỉ sơn xì chất đấy, ngoại thất thì liền lạc, thân vỏ thì cứng rắn nhá, nội thất mỡ màng. Mang về chỉ việc khai thác, chỉ việc phục vụ thôi. 265 triệu đồng bao rút hồ sơ nhá. Bác nào không rút hồ sơ thì giảm cho 3 triệu nữa, còn 262 triệu đồng thôi. Cành mẫu 2008 thì giới thiệu dây mình muốn 2006 nhá. Màu đen tên tư nhân, biển 38 Hà Tĩnh quê mình đây. Đấy, xe này trang bị la sáng đúc này, phanh đĩa chống bó cứng ABS, hai chiếc này là bản G nhá, đều là bản G, trang bị phanh đĩa chống bó cứng ABS, la sáng đúc, vô lăng túi khí. Đấy, màu đen thì cực chất, cực đẹp luôn. 2006 đời đầu, 236 triệu đồng nhá. Bao rút hồ sơ, không rút hồ sơ giảm 3 triệu đồng, còn 233 triệu đồng thôi. Các bác mình đang xem, chia sẻ comment mạnh lên nhá, để em tư vấn cho đại mình ạ. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chào bác Sao Phu, chào Nguyễn Khôi, chào Lam Phương, chào Dũng Ngô, chào Trần Thị Thu Hằng. Đấy, Kia Morning màu vàng 2016, có Kia Morning màu vàng 2016 nhá. Đấy, các bác nhà mình đang quan tâm những đầu xe nào nhá, cứ mạnh dạn bình luận đi, cứ mạnh dạn comment đi, để em Tùng được phục vụ như là tư vấn cho mình về những đầu xe em đang quá nhá. 80 đầu xe đấy, rất là tự tin để phục vụ mọi nhu cầu gia đình mình. Đâu em xem chiếc Morning màu vàng chỗ nào nhỉ? Morning màu vàng đúng rồi, bên em có một chiếc là 2016 nhá. Đây nhà mình cùng tham khảo giùm em này. Đấy, Kia Morning màu vàng 2016 nhá. 1.25 số sàn 4 máy này. Đấy, tên tư nhân 34 Hải Dương này, bảng bay nhưng độ lên la sang lúc rồi. Cam lùi, cam hành trình, màn hình cova cỡ lớn nhá. Nội thất hai màu đỏ đen. Đấy, rất đẹp, rất là sang này. Mang về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Máy số keo chỉ thì còn đại chất nhá, sơn xi sạch đẹp. Sạch đẹp. Nội thất rất tươm này. Vô lăng hai chấu nhá, em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. Bao rút hồ sơ mình nhá. Đấy, màn hình to rồi nhá. Morning 2016 màu vàng. 1.254 máy nhá. 195 triệu đồng của gia đình mình. Còn cực được nhiều xe nhá, tha hồ cho mình lựa chọn. Đấy, phân khúc mà loanh quanh dưới 600 triệu thôi. Đấy, tha hồ mà lựa chọn những dòng xe mà có thể phục vụ cho mình nhiều nhu cầu nhất nhá. Tiếp tục gửi đến dây mình nhá, một dòng sedan hai đầu nhá. Tập lái cực đẹp luôn. Xe này có tên là Hyundai nhá. Hyundai Accent 2009. Đấy, xe này mang động cơ 1.4 số sàn đẹp hàng lên trước. Đấy, tên tư nhân 14 Quảng Linh đây. La sáng đúc 4 bánh rồi. Cặp đèn pha halogen chiếu sáng ra chiều này. Đấy, đèn thì còn sáng quắc nhá, hai bên đèn thì đều màu. Đấy, phần nội thất bên trong này. Nội thất ghế da màu ghi nhá, sạch sẽ thơm tho rồi. Nhà mình mang về chỉ việc đi thôi, chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, con này thì bảo hành cho các bác từ 6 tháng đến 9 tháng nhá, về chất lượng máy số nhá. Đấy, xe cũ vẫn bảo hành. Đấy, ngang xe mới trong hãng đi ra nhá. Tham khảo cho em xem mình ơi. Hyundai Accent 2009, 1.4 số sàn đập hàn nhá. 165 triệu đồng thôi. Đấy, còn bớt còn thương lượng còn giao sâu. Chào bác Huy Hùng Phạm này, chào Hoàng Ngoại, chào Sa Phú, chào Nguyễn Khôi, chào đại mình cho ô tô Đồ Ngoại Dương nhà mình nhá. Đấy, các bác thân yêu ơi, đấy, để yêu thương Thanh Tùng, yêu thương cho ô tô Đồ Ngoại Dương này, hãy cho em xin vài lượt chia sẻ đi. Đấy, đặt ngón tay vàng, ngón tay bạc của mình lên nút chia sẻ nhá, để tham khảo cũng như là ủng hộ em ạ. Thì ngay sau đây nhà mình cùng tham khảo phần nội thất bên trong của mình, chiếc
Chevrolet Captiva 2009 nhá. Đấy, số sàn 8 chỗ máy dầu, động cơ 2.0 rất là kinh tế này. Đấy, máy dầu cực kinh tế luôn. Nội thất zin nguyên bản theo xe. Đấy, hai màn hình. Sử dụng thì còn tốt nhá. Vô lăng 4 chấu túi khí toàn trên vô lăng. Đấy, có đè lổ cơ thôi, đè lổ cơ. Đấy, vô lăng túi khí này. Hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo nhá. Chiếc này thì em đang gửi đến gia đình mình, cửa tiền là 315 triệu đồng. Đấy, 315 triệu đồng nhá. Đấy là nội thất này. Các bác cùng quan sát phần ngoại thất bên đi. Xe thì mang nước sơn màu vàng đồng, rất là bắt mắt nhá. Form dáng của Mỹ này, to cao. Đấy. 315 triệu đồng, Captiva 2009 ạ. Vâng, chào bác Nga Phạm này, chào bác Đinh Thị Thu Trang. Chào bác Vũ Việt nhá, chào shop. Vâng, chào bác Vũ Việt ạ. Chúc bác Vũ Việt cùng đại đình mình có buổi tối vui vẻ ạ. Chào bác Tú Nguyễn này. Đấy, cảm ơn nhiệt tim của bác Nga Phạm này. Cảm ơn những nhiệt tim của bác Đinh Thị Thu Trang rất là nhiều nhá. Thì ở góc này thì có 3 chiếc xe đến từ Mỹ cơ. Đem giới thiệu cho mình luôn này. 8 chỗ đến từ Mỹ này, tiếp tục này. 5 chỗ đến từ Mỹ đây, gia đình ơi. Cruy nhá. Chevrolet Cruy 2012 đăng ký là bánh 2013. Đấy, xe đang mang động cơ 1.5 số sàn, đăng ký 5 chỗ ngồi. Tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hải Phòng đỏ đây. La sáng lúc 4 bánh, phanh kia chống bô cứng 2m. Xin nhan trên sườn xe, đăng ký đăng kiểm cực là dài luôn. Trước này thì em đã gửi gia đình mình một chiếc xe sedan ở phân khúc hạng C. Chỉ có 235 triệu đồng nhá. 235 triệu đồng. Đấy. Còn bớt, còn thương lượng, còn ra lọc sâu. Đấy, cùng tham khảo cho em Tùng đi ạ. Cháu Đỗ Thành Nhơn và đang xem buổi livestream hôm nay này, cháu Nguyễn Tùng này. Chào toàn thể anh chị quý mình, những khách hàng thân thương trên mọi miền Tổ quốc cho ô tô Đống Hải Dương. Đấy, rất mong là cái buổi livestream ngày hôm nay cũng như những buổi livestream trước nữa và sau này nhá. Đấy, bước sóng này sẽ tiếp cận được đến nhiều các bác hơn để đến được với chỗ ô tô Đống Hải Dương. Kênh chuyên kinh doanh trao đổi buôn bán cũng như ký gửi những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đó vào dùm ạ. Tiếp tục là xe Mỹ thì mình cùng tham khảo cùng em này. Góc này rất nhiều xe Mỹ luôn này. Ford Everest máy dầu, động cơ 2.5, số tự động 1 cầu nhá. Số tự động 1 cầu 2012. Bản limited, bản đặc biệt gửi dành cho mình nhá. Bản limited luôn đấy, bản đặc biệt luôn ạ. Xe được trang bị la sáng đúc zin 4 bánh này. Lốp lát còn dày và đẹp nhá, bảo đảm cho anh chị quý mình trong vòng 1 năm rưỡi đến 2 năm tới thì không còn lo lắng về vấn đề lốp lát. Xin nhan thì trích hợp trên gương. Đấy, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm còn dài full phè phè luôn. Đến tháng 7 năm 2023 nhá. 405 triệu đồng. Đấy, nhà mình cứ yêu thương em đi. Đấy, cho em xin được chia sẻ nhá. Trước này thì bên em có hỗ trợ đình mình trả góp này. Có hỗ trợ trả góp, có hỗ trợ rút hồ sơ cũng là ship xe toàn quốc đình mình. Vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng nhá. Nội thất thì cực kỳ thơm tho rồi. Trần thì được bác chủ này giữ gìn nhá. Lên trần da 5D này. Đấy, trần da này nó sẽ không bám bụi nhá, không bám bẩn như những chiếc trần nỉ. Đấy, một bác chủ khá là quan tâm chiếc xe mình này. 405 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe Ford Everest bản limited 2012 các bác nhá. Đấy, chủ cũ thì đã hộ độ lên gì thì mình được dùng luôn rồi. Đấy. Chào Nguyễn Viết Khôi ạ. Đấy, nhiều xe đẹp, giá hợp lý quá. Vâng, cảm ơn bác Vũ Thành Nhơn rất nhiều nhá. Nhà chào bác Phạm Ngọc ạ, chào đại gia đình mình nhá. Chào Trần Ngọt. Chào toàn thể anh chị quý mình, khách hàng thân thương của em Tùng nhá. Tiếp theo đây, cạnh chiếc Ford Everest máy dầu 2012 vừa rồi, số động. Tiếp theo gửi dây bình nhá, một chiếc Toyota Innova nhá, 2006, động cơ 2.0 số sàn. Đấy, màu đen rất đẹp luôn nhá. Đấy, em rất là thích loại dòng Toyota Innova màu đen này. Xe trang bị la răng đúc zin nguyên bản theo xe nhá. Có phanh đĩa chống bó cứng 2m rồi. Nội thất thì cực sạch cực đẹp luôn. 206 nhá, mà máy số keo chỉ sơn xi thì còn cực chất luôn. Những chiếc 2010 hay 11 thì nắm chiếc mà còn không thể ăn lại đâu ạ. Đấy, xe trang bị vô lăng 4 chấu, túi khí an toàn trên vô lăng này. Màn hình OLED cỡ lớn nhá, nội thất sạch sẽ rồi. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Quan tâm cho em chiếc này nhá. Chào Nguyễn Thành Nam ạ, chào bác Phạm Văn Phương. Chào đại bình nhá. Chúc gia đình mình có buổi tối vui vẻ. Qua bước sóng này thì hãy tham khảo cho em Tùng những mẫu xe ưng ý đi, xem mình ơi. Cạnh mẫu Innova 2006 rồi này. Tiếp theo đây em Tùng xin giới thiệu đến đại gia đình mình một chiếc i10 nhá. Hyundai Grand i10, một dòng xe gọi là quốc dân đến từ Hàn Quốc đây. Chiếc này thì sedan 2 đầu. Đấy, màu bạc rất đẹp này, rất là sáng xe nhá. Cặp đèn pha halogen chiếu sáng ra chiều. Xin nhan thì trên sườn xe. Đấy, bản bay thôi nhưng được độ lên la sáng đúc rồi. Nhà mình đấy đã độ lên la sáng đúc nhá. Đấy, đã tiết kiệm được khá nhiều tiền. Đăng ký đăng kiểm thì đến tận tháng 2 năm 2023. Em Tùng đang bán với cửa tiền 305 triệu đồng nhá.
đời 2018. Đấy, đăng ký bánh 2019 cơ. Máy số keo chỉ sơn Sizin, đăng ký đăng kiểm thì dài. Đấy, tên tư nhân 98 Bắc Giang nhá. Con này thì hồ sơ cầm tay rồi. Hồ sơ cầm tay những thủ tục sang tên đổi chủ bấm biển mới cho mình trong ngày thôi nhá. 305 triệu đồng Hyundai Grand i10 2018 xe đang đầu các bác ơi. Đấy, em Tùng xin báo giá lần lượt những đầu xe bên đang có này. Các mình mà muốn tham khảo sâu hơn chiếc nào nhá thì cứ bình luận đi, cứ comment đi. Đấy, hoặc là còn những thắc mắc gì về thủ tục mua bán sang tên đổi chủ bấm biển mới nhá. Đấy thì cứ liên hệ trực tiếp cho em Tùng tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương. Đấy, ở gần thì đến gặp trực tiếp, ở xa thì liên hệ trước qua số hotline 0343 540 999 và 0347 701 77 nhá. Tổ tư vấn bán hàng sẽ trực máy 24/7 để phục vụ gia đình mình nhá, giải đáp mọi thắc mắc một cách miễn phí nhất ạ. Tiếp tục để giới thiệu gia đình mình một chiếc xe nhập Hàn nhé, nhưng của nhà Kia đây. Kia Bride 2008 số tự động. Đấy, động cơ 1.4 DOHC này. Đấy, dòng anh dòng chị của những chiếc Rio K3 Seato đây. Số tự động nhập Hàn 2008 nhá. Máy số keo chỉ sơn Sizin. Xe thì trang bị vô lăng ba chấu, túi khí an toàn trên vô lăng, thế là có lúc điều khiển nhá. Đầu đài màn hình thì đầy đủ rồi. Đấy, cam lùi cam hình trình thì có sẵn, nội thất thì sạch sẽ thơm tho. Mang về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi. Số rộng 2008. Đấy, 210 triệu đồng của gia đình mình. Đấy các bác nhà mình ơi, đấy, hoan hỉ vui vẻ cho em xin vài lượt chia sẻ đi nhá. Không mất tiền, không mất bạc gì cả để lan tỏa buổi livestream của chỗ ô tô đồng ngoại dương hơn. Cảm ơn gia đình mình rất là nhiều này. Hàn, hai chiếc Hàn rồi. Tiếp tục phải đến hai chiếc nước của Mỹ nhá. Nhà mình cùng tham khảo game này. Chevrolet nhá. Chevrolet Aveo 2016 số sàn màu bạc. Sedan hay đâu, em Tùng bán giá bằng con Moling thôi. 215 triệu đồng. Đấy, 215 triệu đồng cho mẫu này nhá. Tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hà Nội. La sáng đúc lốp lao đẹp. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2023 cơ. Tức là đăng ký còn hơn 1 năm nữa đấy. Đấy. Mang về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi. Đấy, xe gia đình 5 chỗ màu bạc, 215 triệu đồng. Gửi gia đình mình nhá. Vâng, chào Bình Đàm này. Chào Thanh Ngoan nhá. Chào toàn thể anh chị của mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy. Chúc các bạn nhà mình sức khỏe này, vui vẻ này. Thì chỗ ô tô đồng Hải Dương vẫn livestream vào 20 giờ. 11 giờ trưa và 20 giờ 3 phút buổi tối nhá. Rất mong được sự ủng hộ gia đình mình ạ. Một chào bác một thời đã xa nhá. Các bác mình vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, cho em xin vài lượt chia sẻ nhá. Cũng như đó cho em xin một nút like, một nút theo dõi kênh YouTube như kênh fanpage chính thức của chợ ô tô đồng Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo bên em nhá. Cảm ơn bác rất là nhiều ạ. Cảnh mẫu Chevrolet Aveo 2016 rồi. Tiếp theo các bác quan sát cùng em này. Ford EcoSport 2017 số tự động nhá. Đấy, động cơ 1.5 vua cầm cao đô thị đây. Đấy, xe đôi đi đô thị thôi. Nhỏ gọn nhưng form dáng vẫn góc cạnh, vẫn đậm chất của Mỹ này. Xe là trang bị la răng đúc 4 bánh, có phanh địa chống bó cứng 2 ABS nhá. Xin nhan trên gương, gương kính cục sợi điện. Bản trước máy quay ở đây là bản 6 tối khí, có cửa sổ lock Panorama, hai mắt cảm biến chống va chạm phía đuôi nhá. Đăng ký đăng kiểm dài đến tháng 6 năm 2023 cơ. Đây một chiếc xe đời cao, máy số keo chỉ sơn Sizin, số rộng, nhà mình chỉ việc đi thôi, chỉ việc sử dụng nhá. Chào bác Quang Hà, chào bác Đầu Bắp Nguyễn này, chào toàn thể anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, không mất tiền không bạc gì cả, nhà mình hãy cho em xin vài lượt like đi, vài lượt chia sẻ đi nhá, để lan tỏa bước sóng này hơn. Đấy, để làm sao mà em được bước sóng được đi xa hơn, để tiếp cận với nhiều bác hơn, để được phục vụ đại gia đình mình trên ba miền tổ quốc nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều này. Cạnh mẫu Ford EcoSport 2017 rồi. Tiếp tục giới thiệu anh chị với mình nhá. Chevrolet Vivante 7 chỗ tầm trung 165 triệu đồng. Xe thì màu đen, mang động cơ 2.0 số sàn nhá. Trước này em nhớ biển gốc là biển gốc thì là 14 Quảng Ninh nhá. Đấy, 160 thôi. Còn bớt, còn thương lượng, còn giao đọc sâu cho chiếc Vivante ạ. Innova 208 này báo giá rồi này. 263 triệu đấy, báo rút hồ sơ nhá. Không rút hồ sơ thì để cho 260 triệu đồng cho ăn. 2006 230 triệu đồng, báo rút hồ sơ, không rút hồ sơ là 332 triệu đồng. Rồi đi 2004 nhá, 120 triệu đồng. Có Tucson không bác? Chào bác Thành Văn ạ. Tucson thì tạm thời bên em chưa có rồi bác Thành Văn ơi. Đấy, chưa có nhá, thì bác cứ tạm ứng cho em xin một nút like đi, một nút chia sẻ đi nhá. Đấy, một nút theo dõi, nào bắt đầu Tucson về thì em sẽ liên hệ trực tiếp cho bác nhá. Cả nhà ơi, tiếp theo đây nhá, em xin giới thiệu đến gia đình mình một mẫu Santa Fe nhá. Hyundai Santa Fe 2007. Đấy, 2.7 hai cầu điện máy xăng. Tên tư nhân 36 Thanh Hóa, quê hương anh hùng dân tộc đây. Đấy, xe được trang bị la xăng đúc 4 bánh này.
đèn pha bi cầu siêu sáng siêu đẹp, ấy máy số keo chỉ sơn xi zin, đăng ký đăng kiểm dài đến tận tháng 7 năm 2023 cơ. Em bán với cửa tiền chỉ nhô 300 một xíu thôi, 315 triệu đồng nhá. Đấy, Santa Fe nhập Hàn 2007, 315 triệu đồng của gia đình mình. Đấy, góc này còn rất nhiều xe luôn. Thì chiếc máy quay nhá, các bác nào mà tiếp tục quan tâm dòng xe đời cao này, xe lướt, máy số keo chỉ sơn xì để bảo test hãng cho mình nhá, thì quan tâm cho em chiếc này đi ạ. 98 Bắc Giang Asen 2019, động cơ 1.4 nhá, 1.4 số sàn, hộp số 6 gấp. Đấy, sơn xì cực đẹp, cực chất luôn. Các bác cùng có thể tham khảo em này. Một chiếc sedan hay đầu phân khúc hạng B, đời cao, máy số keo chỉ zin, đăng ký đăng kiểm lại còn cực dài luôn nhá. Tháng 9 năm 2023. Đấy, cam nồi cam hành trình đầy đủ rồi. Em đang giao bán với cửa tiền là 395 triệu đồng thôi nhá. 395 triệu đồng. Bao rút đồ sơ hỗ trợ trả góp, cũng như là bao ship xe toàn quốc hình mình nhá. Đấy, thì mình có thể nhìn ô đô của em này. Ô đô thì 6 vạn 2 chuẩn nhá. À 6 vạn chuẩn, 6 vạn này không xem. Đấy. Vâng, cháu Lê Ngọc Nhạ, cháu Quý Răng này, cháu Thông Huynh Văn này trở lại mình nhá. Đấy, vô lăng hai chấu, túi khí toàn trên vô lăng nhá. Cam đùi cam hành trình đầy đủ rồi. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi nè. Đòi cao 395 triệu đồng. Asen 2019 ạ. Đấy, em sẽ xin báo giá hết ở khu vực này cho bác mình cùng tham khảo nhá. Thì ở chỗ phía đằng sau đây, em lại xin giới thiệu anh chị quý mình nhá. Innova nhá. Toyota Innova 2011 số sàn. Đấy, đời khá là cao đây. Tên tư nhân 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ đây. Xe trang bị la răng đúc 4 bánh, đấy, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét. Đấy, cái bản đổ này thì option khá cơ bản thôi. Một dòng xe rất là lành, rất là bền này. Có la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét. Đấy, 3 hàng điều hòa độc lập, đấy, 3 giải đèn trần. Tạo cái cảm giác của thoải mái nhất cho anh chị quý mình di chuyển đủ tải nhá. Đấy. Máy số keo chỉ sơn xi zin. Toyota Innova 2011 số sàn 2.0 nhá. Đấy, các bác tham khảo cho em đi ạ. Ở phía trên chiếc 2011 thì giới thiệu cho mình chiếc 2015 nhá. Nhưng chiếc này thì bản E nhá, bản E đời 2015. Đấy, cũng là sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét thì đầy đủ rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xi điện. Đăng ký đăng kiểm còn cực là dài luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023. Đấy, vô lăng 4 chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, màn hình thì đầy đủ rồi này. Về chỉ việc sẵn đi sẵn dụng thôi này. Một dòng xe đời cao, nhà mình mà mang về đi gia đình thì tuyệt vời luôn. Và đã đưa dịch vụ thì cũng tốt nhá. Toyota Innova 2015 bản E, 395 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp, cũng như là lo mọi thủ tục buôn bán gia đình mình về xe nhá. Nhà mình chỉ việc mang xe về đổ xăng là di chuyển là chạy thôi. Đấy, cảm ơn các bác xem buổi livestream ngày hôm nay rất nhiều này. Mong qua buổi livestream như thế này thì em sẽ tiếp cận với nhiều bác hơn. Đấy, còn những gì mà chưa ưng ý nhá, nhà mình cứ bình luận, cứ comment đi để em cùng tiếp tục phát triển, để cho ô tô Đồng Hải Dương tiếp tục phát triển nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Cháu Ngô Duy Đông, cháu Thái Phạm, cháu Huỳnh Oanh, cháu Tùng Thánh Thiện nhá. Chào đại gia đình cháu ô tô Đồng Hải Dương. Đấy, cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Tiếp theo đây nhá, em xin báo giá anh chị quý mình một chiếc SUV 5 chỗ nhá. SUV 5 chỗ, xe thì có tên là Mitsubishi Outlander 2016, động cơ 2.0 số động, đăng ký 5 chỗ ngồi thôi, bản nhập Nhật nguyên chiếc nhá. La răng đúc 4 bánh này, phanh đĩa chống bó cứng 2 mét. Đấy, xin nhan thì trên gương, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm dài. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 556 triệu đồng nhá. Bao rút hồ sơ hỗ trợ góp, cũng như là ship xe toàn quốc của mình, một chiếc xe đời cao nhá, bao test hãng. Máy số cao chỉ sơn xi zin. Chào Phạm Thị Bích Ngọc này, chào bác Đàm Hợp, chào bác Phúc Thịnh, chào bác Ngô Duy Đông, chào đại diện mình cho ô tô Đồng Hải Dương người ta nhá. Các mình vừa vào xem buổi livestream ngày nay, hoan hỉ cho em xin một đợt like, một đợt theo dõi kênh fanpage cũng như YouTube của chợ ô tô Đồng Hải Dương để không bỏ lỡ những video giới thiệu sản phẩm tiếp theo bên em nhá. Thì hôm nay bên em có về thêm một chiếc Celic nhá. La Chetti Celic số tự động 1.6 đây. Nhập Hàn, em đang bán với cửa tiền 255 triệu đồng. Đấy, la xăng đúc độ 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe điện, màu đen cực là chất, cực là đẹp đây. Một dòng sedan đầu phân khúc hạng C. Đấy, em Tùng đang gửi đến cửa tiền 200
55 triệu đồng thôi nhá. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Vô lăng kết hợp các nút nghe gọi đàm thoại rảnh tay này. Túi khí vô lăng nhá. Cần số jack điều hòa ô tô nhá. 255 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn giao dịch sâu. Vâng, chào bác Nguyễn Văn Trung nhá. Đấy, chào bác Nguyễn Văn Trung này. Chúc bác Nguyễn Văn Trung buổi tối vui vẻ nhá. Mong qua bước sóng livestream này thì bác Trung có thể chia sẻ giùm em và có thể là tham khảo cho những mẫu xe ưng ý nhất đi bác Nguyễn Văn Trung ơi. Thì ở phía này xin giới thiệu anh chị quý mình những đầu xe tập lái nhá, loanh quanh chỉ hơn 100 triệu thôi, cho bác cùng tham khảo này. Kia Morning nhá, số sàn đời 2009, nhập Hàn, bản SX bản đủ, vô lăng túi khí này. Thì ở trước này em đã gửi đến gia đình mình cửa, tiền là 145 triệu đồng nhá. 145 triệu đồng. Bao rút hồ sơ nhá, tên tư nhân 30 Hà Nội đây. 30 thủ đô Hà Nội gửi đến gia đình mình nhá. Đấy, xin nhan thì xin xe rồi. Là sáng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, vô lăng túi khí, đấy lộ thất thì sạch sẽ rồi. Về chỉ là việc đi chỉ việc sử dụng thôi. 145 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn ra lọc sâu nhá. Đằng sau chiếc Kia Morning số sàn rồi. Tiếp tục em Tùng gửi xe mình nhá. Kia Seato nhá. Kia Seato 2017. Đấy, động cơ 1.6 số tự động bản full, cửa sổ lóc nhá. Đấy, bản full cửa sổ lóc, la sau lúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, cặp đèn pha bị cầu, đèn gầm phá xương tiêu chuẩn, giải đèn nắp định vị ban ngày nhá. Em đang bán với cửa tiền 485 triệu đồng mình nhá. 485 triệu đồng. Đấy, một chiếc xe đời cao, một bầu trời công nghệ gửi đây mình này. Đấy, điều hòa ô tô này. Đấy, điều hòa ô tô hai vùng độc lập luôn. GPS này, đấy. Đầy đủ startup, vô lăng túi khí này. Thì kích hợp cruise control này, nghe gọi rảnh tay này. Gảy số thể thao để nhớ khế hai vị trí này. Đấy, rất là nhiều đồ chơi và công dụng luôn. Đấy, gương kính chống lóa nhá. Đấy, em đang bán với cửa tiền là 485 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, còn giao dịch sâu, cũng như hỗ trợ trả góp cho mình gia đình chiếc này. Các bác nào mà quan tâm một chiếc xe đời cao này đấy, nhiều tính năng, nhiều công nghệ, tham khảo cho em Tùng nhá. Đấy, cực chất cực đẹp luôn. Bao zin, bao tiết hãng trên toàn quốc cho các người mình nhá. Cháu Hữu Minh Vũ có con nào tập lái 60 triệu tập lái không à? 60 triệu tập lái thì tạm thời bên em chưa có nhá. Bác Hữu Minh Vũ ơi mà đang quan tâm dòng tập lái nhá, cứ chia sẻ, cứ bình luận, theo dõi kênh YouTube cũng như kênh fanpage cháu Tùng Hải Dương đi. Nào có mẫu là tầm 60 triệu tập lái thì em sẽ để trực tiếp cho bác này. Chào Nguyễn Văn Cường, chào Minh Hoàn nhá, chào Hoa Hương, chào Hà Nguyễn, chào đại gia đình chào ô tô đồng hải dương người ta. Đấy, xe ô tô đúng không? Tiếp tục để gửi gia đình mình những dòng xe cực chất hiện đang có tại chợ ô tô đồng hải dương nhá. Các bác tiếp tục tham khảo của em đi. Vâng ạ, ok ạ, chào bác Phúc Văn Triệu nhá. Thì ở phía đằng này xin giới thiệu anh chị quý vị gia đình nhà mình một chiếc Kia Morning tập lái hơn 100 triệu nhá. 150 triệu đồng. Kia Morning bản SX số sàn bản đủ. Đấy, em Tùng đang gửi với cửa tiền là 150 triệu đồng, màu trắng này. Là sáng đúc bản Sport nhá, có phanh đĩa chống bó cứng 2m, vô lăng túi khí, xin nhan trên gương, nội thất ghế da màu be đấy, thơm tho sạch sẽ rồi. Về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng nhá. 150 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng còn do lồng sâu. Dĩ phòng tập lái hơn 100 này bên em rất là nhiều luôn nhá. Dòng tập lái hơn 100 rất là nhiều luôn này. Màu trắng, màu đỏ này, màu xanh, số sàn, số động này. Đấy, đủ luôn. Chào Nga Hương, Moa Linh nào tầm 300 triệu. Vâng, chào bác Phạm Dung ạ. Chào bác Tân Phạm. Moa Linh mà tầm 300 triệu à? Moa Linh mà tầm 300 triệu thì bác hãy tham khảo cho em chiếc này nhá. Đây, nhiều xe quá đang chật trội này. Em ra đứng góc nào mà nó quay một cách rõ nét nhất cho anh chị mình nhìn mình nhá. Đây, Morning tầm 300 triệu, bác quan tâm xem chiếc này nhá. Morning số rộng 2013, động cơ 1.5 đấy. Máy eco nhá, rất tiết kiệm này. Chiếc này thì em đã gửi thầy mình cửa tiền 280 triệu đồng. Tên tư nhân 14 Quảng Ninh đây, la sáng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, cảm biến đuôi. Đấy, đèn pha bị cầu, đèn gầm phá xương, giải đèn nếp định vị ban ngày. Đó, xin nhan trên gương, gương kính cụp siêu điện. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 nhá. 285 triệu đồng. Đấy, chào đại gia đình nhá. Đấy, em Tùng xin là mình một vài giây này để uống cốc nước để rồi tiếp tục phục vụ mình nhá. Đấy, trong lúc đó nhà mình tiếp tục hoan hỉ chia sẻ cho Tùng vài lượt chia sẻ đi nhá. Không mất tiền, không bằng gì cả. Cảm ơn anh chị quý vị thời mình rất là nhiều này. Đấy, tối rồi xe vẫn sáng đèn này. Tổ bán hàng thì vẫn làm việc 24/7.
để phục vụ anh chị quý vị xem nhá. Nhiều modeling quá rồi, đổi không khí nào. Giới thiệu cho các bác những chiếc xe i10 đi. i10 hatchback một đầu 2016 bản đổ nhá. Và 2014 bản đổ đây. 2014 bản đổ màu bạc này và 2016 bản đổ màu trắng này. Đấy, màu bạc này 230 triệu đồng, màu trắng này 260 triệu đồng nhá. Thì nhà mình xem cùng em option này, bản đổ cho option chung thôi. La sáng đúc, phanh điện chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, vô lăng túi khí và tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Hai chiếc này thì đăng ký còn cực là dài, đăng ký đăng kiểm cực dài rồi nhá. Đến tháng 9 năm 2023 cho chiếc đời 2014 và đến tháng 6 năm 2023 cho chiếc 2016 đấy ạ. Đấy, máy số cực ngon cực chất, nội thất thì mỡ màng đây. Mang về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi nhá. Đấy, bao không đâm đụng va chạm cũng như là thủy kích ngầm nước gia đình mình nhá. 265 triệu đồng. i10 bản đồ 2016 và i10 bản đồ 2014 là 235 triệu đồng. Đấy, thì cái phía góc trong này nhá. Cái phía góc trong này rất nhiều dòng xe tập lái luôn cho anh chị quý vị nhà mình mà lanh quanh hơn 100 triệu nhá. Em Tùng có thể chia sẻ đây. Đấy, bác nào mà đang có tài chính thì hơn 100 một xíu này, nhô 100 nhá, tham khảo cho em ở trong đầu này. Đấy, mùa đông thì sắp đến rồi, không khí lạnh thì em nghe nói cũng sắp về rồi. Tham khảo cho mình những chiếc xe ít tiền thì đã nhá. Tầm tiền hơn 100 một xíu này. Để bảo đảm cho sức khỏe bản thân gia đình đấy, để phục vụ công việc, để kiếm thêm thu nhập, để kiếm những xe cao tiền, cao đời hơn nhá. Tiếp tục mình cùng tham khảo xem này. Các bác nào yêu cái đẹp nhá, yêu cái đẹp đấy, thích sự sang trọng, chọn cho em chiếc sedan này ở phân khúc hạng D đây. Đấy, trung bâm dòng Camry nhá. Xe này có tên là Daewoo Maglot 2005, đăng ký là bánh năm 2007 nhá. Tên tư nhân, biển 19 Phú Thọ đây, đất tổ Phú Thọ đây ạ. Xe trang bị động cơ 2.0 số tự động nhá. Đấy, rất là dài xe, rất là trường xe này. Ở nhiều option gọi là đẹp và chất của gia đình mình luôn. Đèn pha bi cầu này, la sáng đúc, phanh điện chống bó cứng 2m, xin nhan trên gương, gương kính cụp xuyên điện, vô lăng túi khí nhá. Đấy, tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đầu đài màn hình thì có sẵn rồi. Đấy, ghế thì cũng là ghế chỉnh điện luôn. Một chiếc xe một option hạng sang này, ghế chỉnh điện này. Đấy, con này thì em đang gửi đến gia đình mình cỡ tiền 130 triệu đồng, số tự động nhá. Đấy, số tự động 2005 Daewoo Maglot 130 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng nhá. Đấy, cứ có giá đi, cứ ra giá đi là hứa là sẽ bán cho mình nhá. Cạnh chiếc Daewoo Maglot 2005 vừa rồi, tiếp tục gửi đến anh chị quý mình nhá. Bố già Atit dòng Toyota nhá. Atit 2003 số sàn 1.8 nhá. Chiếc này thì em đang gửi dây mình cửa tiền là 189 triệu đồng thôi. Đấy, sedan đầu phân khúc hạng C này. Đấy, phục vụ gia đình mình nhá. Các bác ơi, chia sẻ comment thật nhiều đi để tiếp tục theo dõi buổi livestream này, để nhận cho mình những thông tin về xe nhá. Giá cả thì còn có thể bớt cho mình thêm ạ. Đấy, nóng quá em xin cởi cái áo rồi nhá. Đấy, xin cởi cái áo ra để tiếp tục báo giá mình về đầu xe. Hiện bên em đang có này. Tiếp tục các bác nhà mình cùng tham khảo xem nhá. Loanh quanh hơn 100 triệu thôi mà xe vẫn cực chất, cực đẹp nhá. Về chỉ việc đi thôi, không phải lăn tăn là suy nghĩ điều gì nữa này. Toyota Vios 2006 nhá. Số sàn, hộp số VVTi của nhà Toyota đây. Đấy, 206 còn vẫn còn rất là đẹp, rất là liền lạc nhá. Em Tùng đang gửi đến cửa tiền 135 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng còn rất là sâu. Tên tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Quê hương bánh đậu xanh nhá. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 4 năm 2023 nhá. 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng còn ra độc sâu. Chào bác Trung Lưu, chào bác Giang Đình, chào bác Trần Đức Anh nhá. Mai về ok với Trần Đức Anh nhá. Mai về qua em chơi nhá, tham khảo cho những đầu xe mình đang có ạ. Các bác là người nhà mình mà đang quan tâm những dòng xe số tự động này. Đấy, tập lái nhá, bổ túc tay lái, tham khảo cho em hai chiếc màu trắng này. Kia Morning số tự động đời 2009, 180 triệu đồng thôi, bản LX, bản nhập Hàn nhá. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này. Con này đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 4 năm 2023 cơ. Nội thất thì cực đẹp rồi. Mà động cơ 1.0 rất là êm ái này, vẫn là đủ cho các cô các chị này. Đấy, các bác sử dụng nhá. Vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng. Máy số keo chỉ sơn xì còn cực chất luôn nhá. Về chỉ việc đi chỉ việc sử dụng thôi. 190 triệu đồng. Đấy, em Tùng hứa là sẽ bớt sâu hơn cho mình được nữa nhá.
Chào Giang Phạm, chào Trung Lưu, chào Giang Đình, chào Đại Đình mình ạ. Đấy, các bác nhà mình ơi, đang xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy thì cũng không mất mát gì cả nhá. Để cho em xin một vài nốt chia sẻ đi, để lan tỏa buổi livestream này hơn. Đấy, các bác nào đang có nhu cầu tìm đến xe cũ nhá, thì đến chợ ô tô đầu Hải Dương gặp em Tùng để được tư vấn, được xem xe, chạy thử xe, test xe thoải mái luôn nhá. Tiếp tục này, Kia Morning số tự động đời 2010, bản SX nhá, bản nhập Hàn, bản đổ phun kịch, vô lăng túi khí này, cam đùi cam hành trình này, điều hòa ô tô cần số zig zag nhá. Đấy, chiếc này thì độ thêm cả đèn pha bi cầu, màn hình cova đấy, cam đùi cam hành trình thì có sẵn rồi, việc chỉ việc đi thôi. Đấy, em xin quay phần nội thất bên trong này. Đấy, đề lỗ sờ ta tốt phải sấy gương này, sấy kính, sấy ghế đủ cả rồi. Màn hình này cova nhá, màn hình cova hạng sang ấy, tiết kiệm khá nhiều tiền đây mình. Lắp chiếc này cũng phải là 4,5 triệu này. Sấy gương sấy kính đủ cả, vô lăng ba chấu. Tóm lại nội thất cực đẹp luôn. Những chiếc xe mà số động này thì cam kết gia đình mình nhá, là sẽ không dịch vụ, không taxi. Đấy, con này thì em đang bán với cửa tiền 215 triệu đồng thôi. Đăng ký đăng kiểm đến tận tháng 5 cơ. Tháng 5 năm 2023 nhá. Đấy, tham khảo cho em một chiếc xe gia đình đời khá cao đi thì mình ơi. Đấy. Cái góc này thì đã báo giá hết một lượt rồi. Đây xem còn đầu xe nào mà chưa được báo giá thì tiếp tục gửi gia đình mình nhá. Đây, tiếp theo đây báo giá mình nhá. Toyota Innova 2009 nhá. 2009. Nhưng em dám cam kết gia đình nhá. Máy số, keo chỉ, cột kéo zin. Đấy, sơn si để tỉa tót thì cái đấy không tránh khỏi rồi. Một chiếc xe cũ đây là vấn đề khá là đương nhiên rồi. Đấy, nhà mình cùng quan sát em này. La răng đúc nhá, zin nguyên bản đeo xe nhá, mới như trong hãng ra luôn. Bánh trước thì được trang bị cả phanh đĩa chống bó cứng ABS, hộp số VVTi, tiết kiệm bền bỉ đến từ nhà Toyota. Nội thất của dòng Innova thì rộng nhất phân khúc 7 chỗ rồi. Đấy, rất là tiết kiệm nhiên liệu, ăn nhanh quanh chỉ tầm 8 lít rưỡi đến 9 lít trên 100 km đường trường rồi nhá. Ơi, cam đùi cam hành trình, màn hình OLED. Đấy, nội thất cực đẹp nhá, trần này. Trần thì vẫn là trần lỉ. Trần lỉ còn nguyên lớp bọc ni lông zin cho xe nhá. Ba hàng điều hòa độc lập tạo nên cảm giác vô cùng là thoải mái và mát mẻ cho anh chị với mình di chuyển đổ tải 8 người nhá. Đấy, em Tùng đang gửi với cửa tiền là 295 triệu đồng nhá. Đồ nào này, tiền nào của đấy nhá. 295 triệu đồng nhá. Toyota Innova 2009. Đấy, máy số, keo chỉ, cột kéo zin. Tên tư nhân 30 thủ đô Hà Nội nhá, biển 4 số 1 chủ từ đầu. Không dịch vụ taxi nhá. Đây, cạnh mẫu Innova đến nhà Toyota này thì tiếp tục giới thiệu đến một mẫu nữa cũng nhà Toyota nhá. Đấy, Vios, những mẫu xe gọi là bền bỉ, lời đồng cuối đá, phá mà cũng không chịu hỏng. Chào bác Phạm Thuật này, cháu Lưu Tuấn Đông, chào Đại Đình mình nhá. Đấy, buổi tối thì em xin phép gia đình mình từ 40 đến 45 phút thôi nên sóng báo giá gặp gỡ gia đình mình nhá. Đấy, cả nhà mình hãy lưu lại theo dõi hết buổi livestream ngày hôm nay cùng với em nhá, để tham khảo về xe đi. Đấy, còn những gì mà thắc mắc hoặc là những ý kiến gì bên em cần sửa thêm thì nhà mình cứ comment nhá. Bên em sẽ tiếp thu mọi ý kiến, đấy, tiếp thu mọi nhận định về mình để phát triển hơn nhá. Vios 2016 số sàn bản E, động cơ 1.5 nhá. 1.5. Đấy. Một dòng xe cực kỳ bền bỉ, có dòng 5 chỗ đây. Lên full đồ chơi rồi. Đèn pha bi cầu, đèn gầm phá xương, la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, đèn pha này, đèn gầm phá xương này, màn hình cova nhá. Đề lỗ sờ ta tốp, vô lăng túi khí này, cam đùi cam hành trình. Đăng ký đăng kiểm đến năm 2024 cơ. 365 triệu đồng. Đấy, còn bớt còn thương lượng. Vâng ạ, bác Nguyễn Văn Khôi, sáng mai mình về xem xe, bạn tư vấn giúp mình. Ok bác Nguyễn Văn Khôi ơi. Cứ về đi nhá, cứ về đi để em Tùng được tư vấn, được đón tiếp gia đình của mình nhá. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Tiếp theo gửi đến các bác này, Toyota Vios 2010 số sàn 1.5 bản E. Trước này thì em đã gửi đến gia đình nhà mình cửa tiền là 240 triệu đồng thôi. Tên tư nhân, không dịch vụ taxi, đăng ký đăng kiểm đến cuối năm nay cơ. Đấy, 1.5 số sàn bản E nhá. Đấy, em đang gửi đến các bác là 240 triệu đồng. Đấy, một chiếc 2010 nhưng cũng full đồ chơi rồi. Đấy, full kinh kịch đồ chơi rồi. Vô lăng ba chấu này, màn hình thì cỡ lớn này. Đấy, vô lăng có cả bên táp đô phụ cạnh người lái đây. Một chiếc xe tư nhân gia đình, đấy, nên táp đô táp ly này thì không khoan khoái nhá. Đấy, nội thất bên trong rất là tươm này. Trần này thì vẫn zin bản theo xe nhá. 240 triệu đồng thôi, bản E. Đăng ký đến cuối năm nay nhá. Phong chéo thanh ngoan này,
cho những lượt tim của bác Thanh Ngoan nhé. Cảm ơn bác Thanh Ngoan rất là nhiều này. Đấy, để ủng hộ cho ô tô đồ của Hải Dương, cả nhà mình hãy chia sẻ bước sóng livestream này đi. Những bước sóng livestream gọi là cũng khá là bổ ích nhá. Đấy, giới thiệu về xe là một này, giới thiệu giá xe là hai nhá. Đấy, không mất tiền không bạc gì cả mà để lan tỏa giùm em. Cảm ơn các bác rất là nhiều ạ. Thì ở phía này xin giới thiệu anh chị mình này, Toyota Vios nhá, 2015 bản di động cơ 1.4 số sàn nhá, được trang bị phanh đĩa là phanh đĩa rồi, la xăng đúc thì đầy đủ này, có ABS này, có xi nhan trên gương nhá, cặp đèn pha bi cổng đấy. Em đang bán con này với cửa tiền 285 triệu đồng thôi. Nhà mình cùng quan sát cùng em nhá. Vô lăng túi khí này. Đấy, màn hình OLED cỡ lớn rồi. Đấy, nội thất cực đẹp luôn. Chỉ có không đến 300 triệu đồng thôi. Gia đình nhà mình đã có một chiếc xe nhỏ gọn, tiết kiệm điện. Đấy, mang về đá đưa dịch vụ. Đấy, hoặc là chạy gia đình cực tốt luôn. Rất là bền, rất lành này. Chào bác Trần Thêm, chào bác Innova 211 thì em đã báo giá rồi này. Bác líu lại buổi livestream một lúc nữa đi nhá. Em xin báo giá khoảng hơn chục đầu nữa, còn chưa báo giá thì em sẽ quay lại những sản phẩm mà gia đình mình quan tâm nhé. Cảm ơn rất là nhiều này. Kia Morning 2011 135 triệu đồng cho gia đình mình đây. Đấy, nhà mình cùng tham khảo em những dòng tập lái này. Tập lái 130 một full đồ chơi rồi. Đấy, đèn pha bi cầu la răng đúc. Đấy, cam đùi cam hành trình này. Đấy, vô lăng 3 chấu túi khí toàn trên vô lăng nhá. Em đang bán với cửa tiền 135 triệu đồng thôi nhá. Đấy, còn yêu thương Thanh Tùng, đấy, còn bớt, còn da lộc sâu cho các bác nhà mình nhá. Cái anh mẫu Kia Morning 2016 rồi này. Tiếp tục báo giá chỉ quý vị gia đình nhá. Hyundai Grand i10 2016, tên tư nhân 34 Hải Dương, biển 4, biển 1 chủ từ đầu nhá. Trước này thì em đang gửi đến thành mình cửa tiền là 256 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp nếu mà các bác ở trong thành phố Hải Dương hoặc là loanh quanh hoặc trong Hải Dương nhá. Vô lăng 3 chấu nội thất đẹp, màn hình to rồi. Về chỉ việc đi, chỉ việc sử dụng thôi. Chào bác Xuân Huy này. Chào toàn thể anh chị mình đang xem buổi livestream hôm nay. Đấy, em cũng đã báo giá khá lâu rồi, gần 1 tiếng đồng hồ rồi. Không biết anh chị quý vị mình đang ngắm được mẫu xe nào chưa nhá. Nếu mà đang ngắm được mẫu xe nào rồi, ưng ý rồi này, chụp lại màn hình gửi qua hai số Zalo cho em hoặc là trực tiếp fanpage của chợ ô tô đầu ngoài Dương để em Tùng tư vấn làm giá một cách sát nhất và những đầu xe đang có gia đình mình ạ. Kia Morning số rộng màu vàng chanh đây. Xe thì sản xuất năm 2010, động cơ 1.0 máy eco. Trước này thì em đang gửi gia đình mình cửa tiền 245 triệu đồng nhá. 245 triệu đồng thôi. La răng đúc đấy. Phanh đĩa chống bó cứng ABS xi nhan trên gương, gương kính cụp sự điện. Đấy, đèn pha bi cầu cực đẹp luôn nhá. Đèn pha bi cầu cực đẹp luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Bản đủ thì em Tùng đang gửi đến cửa tiền là 245 triệu đồng. Đấy, màn hình cỡ to này, cam lùi cam hành trình, điều áo tu cần rút rác nhá. Đấy, chào An Tuấn này, chào đại mình. Đấy thì vừa rồi em đã báo giá hết một vòng xe tại chợ ô tô đồ ngoại Dương rồi. Các bác nhà mình còn những thắc mắc gì không nhỉ? Còn những thắc mắc gì thì liên hệ trực tiếp cho anh Tùng đi. Hai số này để trên mình rồi này. Đấy, em sẽ chịu trách nhiệm trực tiếp về những đầu xe và những chất lượng xe cũng như là những thủ tục mua bán tại chợ ô tô đồ ngoại Dương nhá. Cảm ơn anh chị quý mình đã xem buổi livestream ngày hôm nay. Đấy, rất mong là qua buổi livestream ngày hôm nay anh chị quý vị mình đã có những nhìn nhận chính xác nhất về những đầu xe đang có này. Đấy, xin chào và hẹn gặp lại gia đình mình vào khung giờ là 11:30 cũng như là 8:30 ngày mai để em được tiếp tục gặp lại gia đình mình. Cảm ơn các bác rất là nhiều nhá. Xin chào và gặp lại gia đình mình ạ.